em bạn bị làm sao ấy ạ? Anh ơi, anh giúp em ơi. Em... anh ơi. Cháu đi qua cháu thấy bạn ấy bị ngã, cháu không biết. Bạn của em à? Hay là... không ạ, em vụ tai nạn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Em gọi rồi chị ạ, em gọi cấp cứu rồi ạ. Máu ở đâu à? Dạ vâng. Bị làm sao ấy ạ? Làm nào bây giờ? Em vừa đi qua em thấy thôi. Anh giúp em ơi ạ, em không biết là bạn ấy làm sao. Đa số mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của người bị nạn. Chờ tí xe cấp cứu đến. Anh em ơi, có vụ tai nạn này anh em ơi. Nhưng thanh niên này thì ngược lại. Em đang đi qua rồi. Anh em ơi, có vụ tai nạn này anh em ơi. Nắm vân tay nào. Đang nằm luôn này. Anh làm sao đấy, người ta đang ngã anh còn không. Thì đang nào bây giờ làm gì được? Thì cứ quay thôi, biết đâu ai người quen người ta thấy. Trước mặt sự vô cảm, ai nấy đều tỏ ra khó chịu. Người nó nữa, nó đang bị như thế. Thì phải biết mặt, biết đâu người quen thì sao chị? Không giúp được cái gì thì đừng có làm như thế. Đấy, chị giúp được thì chị làm đi nào. Tôi không giúp được nhưng mà ít ra không được để yên như thế, nhớ có vấn đề gì. Anh la cái gì hay lắm mà anh kiểu quay như thế à? Thì cứ quay thôi, biết đâu ai quen thì sao anh em nhở? Anh em nào quen không? Anh em nào thở? Đấy, chấm cho tăng tương tác cái nào anh em nhở? Đấy, đi chả biết nào ngã này anh em này. Quả này Facebook lại tăng đống tương tác. Đấy anh em thấy người quen thì nhưng cũng có nhá. Người ủng hộ hành động này. Cái biển số xe này đến về nhà tao có người ta nhờ. 29H70621 anh em nhá. Anh em xe cái livestream này đi, biết đâu lại gặp người quen anh em nhở. Nhưng mà thấy có tí máu đầu đây này. Mày bỏ cái tay ra. Làm sao đâu mà anh? Hành động của thanh niên này đã khiến người đàn ông này không còn kiềm chế được. Em làm thế thôi, em làm gì đâu. Làm gì đâu mà anh đánh em. Vẫn rất dậy á. Có gì đâu. Thấy em quay biết đâu gặp người quen thôi. Cái hành động mà chụp ảnh rồi quay phim rồi chạm vào người bị thương để đạt mục đích của mình như thế là rất là đáng lên án. Bởi vì người ta đang là rất là nguy kịch rồi. Cho nên là mình là phải cấp cứu người ta chứ không phải là làm những cái hành động cá nhân như thế. Thì bạn này không giúp được gì nhưng mà bạn cứ bảo là quay video để xem có người nhà nhận không. Nhưng mà trước mắt thì mình phải sơ cứu với mẹ gọi cấp cứu trước ấy. Thì tôi thấy cũng rất là bực mình, nói chung là nó không hay vì thực sự là đấy là mang tính chất là gần như là bạn mang tính chất giải trí, bạn ấy đưa lên thông tin lên như thế là để bạn ấy câu like để cho bạn ấy nổi tiếng hơn thôi chứ còn thực chất là bạn ấy không quan tâm đến cái trường hợp cái bạn bị tai nạn kia là người ở đâu và bạn bị như thế nào. Trường hợp như thế thì nó cũng có hai mặt, có thể là bạn đưa lên thì cũng có người thân người ta nhìn thấy nhưng mà trước mắt thì là người thân thì không thấy đâu nhưng mà cái bạn bị đau thì bạn ấy nằm ở đấy nếu không mà đưa có thể là bị nặng ấy, không đưa đi cấp cứu kịp thời thì này sẽ nguy hiểm đến tính mạng ấy chẳng hạn như vậy. Anh tắt cái máy hộ em đi. Biết đâu lại gặp người quen sao? Người phụ nữ này cũng lên tiếng trước hành vi quay clip. Thật, người ta đang ngã thì anh không giúp đỡ thì thôi, anh còn quay phim với cả chụp ảnh. Thế anh quay này đang giúp đây. Đã gọi được cấp cứu chưa? Một gia đình đi ngang qua cũng đã nắn lại. Cháu chỉ đi qua đường xong cháu thấy hai bạn ấy ngã thì cháu vào cháu giúp ạ, chứ cháu không biết, cháu cũng không quen bạn này. Chắc không sao đâu anh ơi, khéo em nghĩ ông này đi mệt quá ông lại nằm ngủ đây thôi. Anh thấy em bị làm sao ấy? Người ta bị làm sao thì em xem em cứ ngồi em nói đi tha đi thiên. Có vẻ như người đàn ông này sắp không kiềm chế được trước hành động vô cảm của nam thanh niên. Lại thành giúp thì sao? Em nói ít thôi em ạ. Xem người ta làm sao mà hỗ trợ. Đây là có điện thoại đây nhưng mà không biết ấy như nào. Anh em nào quen thì comment nhá. Lùi mày ăn cái gì mày anh thấy mày mẹ vô duyên em ăn. Và trước khi anh nổi nóng, ekip của chương trình quyết định xuất hiện cho mọi người biết đây chỉ là tình huống của chương trình camera giấu kín. Vô duyên. Thấy người ta gặp nạn thì mình phải giúp người ta, thế đây mình không giúp thì mình lại cứ quay điện thoại. Mà trong cái đó mình lại là thanh liên, đừng cứ xúm đông vào xong rồi xem xong rồi là cứ mỗi người nói một câu nó không hay. Cái đấy thực ra thì anh cũng đã từng gặp nhiều những cái tình huống như thế rồi. Thực ra thì anh thấy cái đấy nó có hai mặt. Thì nếu bạn cứ bình thường bạn quay và bạn đứng xa bạn không có nói gì á thì nó cũng có thể có cái mạng xã hội nó có thể tương tác, thì có thể là có ai đó người ta biết, người ta có thể nhìn biển số xe hoặc là cái gì đấy người ta nhận ra người thân người quen thì cũng là cái tốt. Nhưng mà cái bạn này bạn ấy cứ nói rất là nhiều, bạn có những cái hành động nó rất là vô duyên.
nên là anh cảm thấy nó khó chịu. Đấy, thì thấy người khác người ta cũng sẽ khó chịu, mà đôi khi nó sẽ gây đến cái tình huống là phản cảm. Bởi vì là cũng bạn ấy cũng chưa có cái gì can thiệp sâu vào cái đấy, chứ còn lúc đấy mà nếu mà có cái gì đấy là nó thực sự là anh cũng cảm thấy khó chịu. Và nếu như bình thường mà anh là thanh niên mà không có con nhỏ anh ở đây thì anh sẽ hành xử kiểu khác. Có thể anh sẽ tạt tai cho bạn mấy cái, nhưng vì là anh có hai cháu nhỏ anh không hành xử như thế được. Hành vi quay clip những vụ tai nạn và đưa lên mạng cũng có thể xem là một hiện tượng bình thường, thậm chí là nên làm nếu nó mang mục đích tốt để cảnh báo giúp mọi người tránh những tai nạn tương tự. Tuy nhiên, nếu chỉ nhằm mục đích câu like hoặc nhận được nhiều comment với thái độ vô cảm, cười đùa trên nỗi đau của người khác thì thật sự đáng lên án. Điều đó thể hiện sự lạnh lùng, hành vi thiếu văn hóa, thậm chí phi đạo đức của chính những người đăng bài. Thay vì gây cản trở hay thờ ơ, hãy luôn tìm cách giúp người gặp nạn. Đừng vì muốn gây sự chú ý mà trở nên vô cảm, làm ra những hành vi phi đạo đức, hạ thấp nhân cách chỉ vì những lượt like, lượt view trên mạng xã hội.